khó. Ca này khó, rất khó. Hay à, chú Đại Nghĩa không hiểu làm sao mà bây giờ con có thể hóa thân thành cô Mỹ Linh được đây. Bởi vì những vòng thi trước con luôn thể hiện mình là một cô bé rất là hiếu động, rất là cá tính. Còn bây giờ con phải trở nên dịu dàng như cô Mỹ Linh thì không biết sao mà con có thể làm được Uyên Nhi. Con sẽ diễn giống nhau, con sẽ tình cảm thật là tình cảm. Nói chung là con rất tình cảm đúng không? Để hy vọng tất cả mọi người tình cảm lại với con. Uyên Nhi và chú Keo Giót sẽ hát bài nào của cô Mỹ Linh đây? Hay là hát bài Chỉ Tôi Đi. Đó là một cái bài hát rất thành công của cô Mỹ Linh trước đây. Nhưng mà khi hát cái bài đó, gương mặt cô Mỹ Linh lúc nào cũng mới buồn buồn rồi nè. Lúc nào cũng nhìn xa xăm như là mắt mơ màng chớp 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 chớp. Thì con làm sao để thể hiện được cái điều đó? Chú nói sai rồi, cái này mới đúng nè. Sao? Cô Mỹ Linh không có chớp mắt, mà cô Mỹ Linh nhìn ngây thơ lắm. Phải nói là rất là ngây thơ. Xin chúc mừng chị Mỹ Linh nha. Chị đã nhận được lời khen từ bé Uyên Nhi, khen rằng chị rất ngây thơ. Đúng Đôi rồi mắt con. như một con nai đúng Tại không? vì Dạ. cô hát cô nhìn cái Xinh. bông hoa hoài đó con. Thì Xinh cô cũng ơi phải là mỏi mắt xinh. đúng không? Cô cũng phải chớp vài ba cái rồi cô mới trợn mắt ra. Cô nhìn cái bông hoa cô hát tiếp với con. Con không có trộn mắt Rồi thôi được rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy đến phòng tập để xem con thể hiện thành cô Mỹ Linh như thế nào đây. Thưa quý vị rối quá. Phải xem bé Uyên Nhi và Keo Giót tập thôi. Đang nhập vai. Áo dài là vậy hả? Áo dài là vậy đó đúng không? Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh. Nhi Ngày chị Nhi đang Ôi làm gì trời đó? ơi, con ăn kẹo, con đang tập cho con ăn kẹo. Thôi con trả cây kẹo cho chú, Anh đang ăn tập xong chú kẹo sẽ cho một mà. cây mới, đồng ý không? Tình riêng bỏ chờ, tình người đã đôi. Đây là một cái bài nhịp 3-4, không phải chữ nhịp 4-4, con nhớ nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe lại nhạc phẩm Chị Tôi với ca sĩ Mỹ Linh của phiên bản 1900 hồi đó. Ngày chị sinh trời cho làm thơ. Và bây giờ thì xin mời phiên bản ca sĩ Mỹ Linh nhí nè. Thưa quý vị, thế là Uyên Nhi hóa thân bà chị. Ô hay làm sao Nhi hát cho thiệt là hay. Mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Chị Tôi với phần trình diễn của Uyên Nhi và Kayo Yoak. Tình người
Thế là chị ơi dùng bông hoa gà. Ô hay trời không nhìn gió cho ngày chị sinh. Vời thưa quý vị, chào Mỹ Linh. Ô Mỹ Linh thế nào? Thưa quý vị, Mỹ Linh. Mỹ Linh. Chúng ta vừa bắt gặp hình ảnh của ca sĩ Mỹ Linh cách đây cũng đã rất lâu rồi, ngay trên sân khấu của Gương Mặt Thân Quen Nhí. Trời ơi con ơi, bây giờ cái mặt con vẫn còn buồn vậy đó hả? Con cười cái cho mọi người vui được không con? À đó. Bây giờ hãy trở lại với bé Uyên Nhi dễ thương của chúng ta nha. Bé vẫn còn rất là xúc động với cái cảm xúc trong cái bài hát Chị Tôi vừa rồi. Thì xin mời giám khảo Mỹ Linh phải là người nhận xét trước tiên thôi ạ. Trước khi Mỹ Linh nói là để Linh nói đầu tiên thì anh Hoài Linh đã bảo hôm nay phải để anh nói trước. Trước tiên tôi nói về cảm xúc của tôi. Từ xưa tới giờ tôi vẫn mê chiếc áo dài và vẫn mê cái hình dáng người con gái Việt Nam tóc dài. Và khi xem lại cái bài này, lúc Mỹ Linh diễn thì tôi rất là mê, tôi rất là thích. Bởi vì khi mà anh ấy, đây là anh góp ý em luôn nha, nếu em để được lại tóc dài, em nên để tóc dài. Bởi vì anh vẫn thích cái tóc dài của em. Và khi em để tóc dài, em rất là xinh, xinh lắm ấy. Đấy, thật. Nếu mà tóc dài rồi làm sao hát được cái bài tóc ngắn? Thì bởi trong cái bài hát video này là tóc dài của em là tóc giả, còn tóc ngắn mới là tóc thiệt. Bây nhưng giờ anh lại bảo em là phải đội tóc ngắn giả và để... Anh thấy em hợp, đẹp, đẹp lắm. Em rất là Hà Nội và rất là đẹp trong cái tà áo trắng. Thế thì ngày hôm nay khi mà hai người bước ra, anh rất là thích. Dĩ nhiên là cái ô tôi không đòi hỏi bạn là phải thước tha như cái kiểu dáng dấp của một người phụ nữ Việt Nam. Bởi vì tướng bạn là tướng người nước ngoài, bình thường bạn đã vai u thịt bắp rồi. Nhưng mà trong tà áo dài bạn vẫn duyên dáng. Còn đối duyên với cháu Uyên Nhi thì khi con bước ra, hình ảnh chú rất là yêu, yêu lắm ấy. Và khi con hát con nhả chữ tuyệt vời, nó tình cảm đến cái độ mà nó đánh động vào lòng người nghe, và nhất là chú. Con thả nhiều cái chữ mà chú phải khều qua chị cô Mỹ Linh là chú nói là sao nó lại giống như thế. Giống thật, cô công nhận với tôi không? Đấy. Cảm ơn chú Hoài Linh. Con làm lại cái câu chữ ô hay trời không đấy. Nhìn gió chú đúng rồi, nó vẫn thích nhất cái chữ ô hay của quá, con đấy. Ơi. Thế là đấy, luyến giống chị hết luôn. Ơi dụng bông hoa gạo. Ôi trời, trời ơi, nó sướng lắm. Ôi con ơi, nghe nó sướng lắm. Ô hay rồi ôi. Bạn ấy hoàn toàn hóa thân vào nhân vật. Đúng. Ô hay là chú ngồi dưới này chú cũng ô hay rồi. Quá, chú lại thêm chữ quá vào cơ. Tức là Hà Nội hơn cả nhân vật chính cơ. Mà còn cái này nữa cơ. Cô Mỹ Linh bảo mắt em to này, mắt Uyên Nhi nó bé này, không biết nó có vẽ có mắt to được như em không. Thế rồi hóa ra hôm nay còn vẽ mắt to thật. Bây giờ cô nhận xét đi, cô riêng bản thân cô thế nào? Không, đây là cái phiên bản giống nhất và em thích nhất. Thích lắm ấy. Chị cũng thích.
chị thích lắm cơ. Thì không có nghĩ sao ạ? Là chị thích em hay là thích phiên bản này? Chị cả hai. Em cảm ơn chị. Cả hai. Nói chung là hai chú cháu á, ở cái tiết mục này á, đều có cái nét rất là xưa xưa cổ cổ. Từ cái cảnh trí cho tới xuất hiện hai cái tà áo dài trắng này á, nó tạo cho người ta một cái cảm xúc rất là lạ luôn. Cái ô hát cái bài này cũng hay nữa. Đúng rồi. Đúng không Mỹ Linh? Đúng. Hát rất là hay. Mà cô thương từng cái tay của Uyên Nhi á. Cái ngón tay của con lúc con cầm cái dù, con xử lý cái dù á, trời ơi, nó yêu làm sao đâu á. Nó chải tóc giống lắm chị ơi. Cái lượt, đúng rồi, cái lượt chải tóc nữa. Dễ thương lắm. Con có điều gì muốn nói với ban giám khảo không? Đặc biệt là với cô Mỹ Linh. Dạ, con sẽ nói với cô Mỹ Linh là con thật sự nói với cô rất đẹp. Có mình cô Linh đẹp hả? Còn cô Vân? Cô Vân cũng đẹp. Cảm ơn con. Còn và Linh... chú Hoài Linh cũng đẹp. Chú Hoài Linh cũng đẹp trai. Đẹp trai. Chú thích cái chữ đẹp trai vậy chứ con kêu đẹp lão là chú bỏ chú đi rồi. Rồi, cho cháu nghỉ. Xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Chúc mừng cho Cao Giót và bé Uyên Nhi.